Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Hello. Hello, thầy. Yeah. How are you? Yeah, I'm fine, thanks, Kim. Sao icebreaker hỏi cái gì? Hồi nãy biết thấy nghe là icebreaker đọc sai nhiều lắm. Không có đọc. Thầy từ nào? Nếu mà nói ra là rất nhiều chữ đọc sai nhé. Chữ chữ này đọc thì đọc lại giùm cho biết coi. Appointment. Ok, lại cái âm đầu tiên là âm gì? Âm này á hả? Âm chắc là âm short A quá. No, it's not in short A, Cam. em nghe hơi ơ cho điểm giờ từ điện. Chữ này hơi âm A, âm Nó có một cái cái chung chung, cái một cái lục chung chung của nó. Khi nào mà bạn nhìn thấy những cái chữ nào mà nó cái hai cái consonants mà nó đi liền nhau đó nhá, nó đi liền nhau đó, thì đại đa số cái âm đó nó là âm schwa. Bây giờ thử nhìn những cái chữ này dùm cho Pico nhé, trong những cái verb, thử đọc chữ này coi. Attach. Attach. Take ở đâu đó mà take. Attach. Hoặc là chữ này nó cũng như vậy ha. Có nhìn thấy không? Ha? Dạ. Có nhìn thấy sao? Không? Có để ý thấy hay những cái chữ như thế không? Yeah, okay. Đại đa số nó như vậy là bao giờ nó cũng là âm schwa, đại đa số thôi nhé. Thì cái chữ trên nó cũng vậy. Bây giờ đọc lại dùm cho PD. Appointment. Ok, dạ, yeah. Nhẹ cái âm thứ ba nữa đi. Appointment. Ok, appointment. Okay. Lại appointment. Appointment. Yeah, ok, good. Cái chữ của bạn Angela đưa ra thì đó là trọng âm, nó rơi vào âm đầu tiên rồi mà làm sao mà ok, rơi vào nó thì làm sao là schwa được. Ok, good, rồi chị đã qua rồi nhá. Bây giờ chị này, chị này đọc sao? Rotten. No. Hình như short off hoặc là rotten. Yeah, mà short O nó không phải, không short O nó cũng không phải đọc bằng âm như chữ O của tiếng Việt Nam mình. Rot. Nào đây. Rotten. Âm đầu tiên rotten. Rotten. Yeah, rotten. Rotten. Xong rồi, không phải là thn mà là cái âm T ở đó mình ngắt đi. Rot. Xong rồi ngắt lại, xong rồi âm syllabic N. Đại đi. Yes, ok. Nó cũng là một cái luật của nó nữa. Trong này đại đa số những cái chữ nào mà bạn cũng thấy hai cái âm T ở giữa nhớ. Sau rồi đằng trước nó là một cái nguyên âm, đằng sau một cái nguyên âm. Thì cũng là đại đa số nó người ta đọc cái âm ở đằng sau đó là âm syllabic N. Hả? Sao có nhìn thấy những cái chữ này hả? Hả? Thấy không? Một cái nguyên âm nè, hai âm T nè, xong rồi ở đằng sau là một một cái nguyên âm, xong rồi thấy một cái âm N. Hả? Cái đó là để ý tới những cái chữ như vậy thì nhiều khi mình đi thoáng qua là mình cũng phải là đoán được nó là nó có âm gì ở bên trong đó. Hả? Mặc dù mình không có biết nó đọc như thế nào. Khi mà lên đọc như vậy thì đọc lại chữ hồi nãy dùm cho PD. Rotten. Rotten. Yes, ok. Được chứ? Dạ, rotten. Good, đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi, dạ, đúng rồi, good. Perfect. Icebreaker đọc riêng một chữ thì rất là hay. Hả? Nhưng mà khi vô thì lại bị mất rất nhiều tại vì không có chịu luyện tập mà thành cái thói quen của nó. Không vẫn đọc lại chữ này dùm cho tôi rất là easy, rất là đơn giản, đọc lại đi. I am đọc nào, đọc am nào, đọc là đọc I'm
Đọc lại Cái tiếng nha âm thôi bạn thấy. No, no. Cái vấn đề của bạn không phải hồi nãy bạn đọc lại bị nghe là am. À, It's yes. not am. Đọc lại giùm cho biết coi. I'm. No. No. I'm. I'm. Thiếu cái âm long I bị thiếu cái i ở đằng sau rồi. I'm. I có cái i xong rồi mới I'm. 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 Good rồi, càng ngày càng nhanh lên. I'm. 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 No, 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 đừng có am. Yeah, không phải đâu, tại vì nếu mà chịu khó tập thì ok, bạn vẫn am. Nếu mà bạn đọc nhanh các bạn vẫn am, bạn không có cái I'm. 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 Good, ok, chứ không phải là am nhé. Yeah, Good, đúng rồi. Mà nói mà khi mình vô trong câu nói ý tới cái đó, phải nói như vậy nhé. I'm. Good, rồi. Yeah, Yeah, I'm. I'm good, right, Cap? I'm good. Ok. Rồi, để tôi tua lại cái câu của vợ hồi nãy rồi. Ok, chị này đọc sao? Like. No. Like. No, nope. À, no. Tại sao phải kéo Này là dài nó ra như vậy? Khi bạn đọc cái epi... để Dạ, hồi nãy bạn nói đọc, bạn đọc ở trong câu epi nghe y chang như chữ like, mất luôn cả âm k này mà ra giống như là nói dối. vui vẻ thầy. Yes, đúng rồi. Bởi vậy, icebreaker không có để ý tới thì không có improve được đâu. Ok. Chỉ có Like. mấy câu hồi nãy, nếu như mà không ai để ý thì cứ reading reading reading, nhưng mà it's no use kìa. Em biết thấy là nó không có giúp được gì nếu như mình chỉ có nói riết như vậy mà nó thành một thói quen á, thì bây giờ Epi không có to be honest là Epi không có thích chơi những cái chơi trò chơi dictation hay là gì đấy. It's no use, okay? Những người ngồi dưới họ đều đều đoán được là bạn đọc cái gì họ viết ra. Ok. Rồi hỏi gì nữa, nhưng mà để ý đi, icebreaker biết hết tất cả những cái âm của nó rồi mà, nhớ những âm. Like, ủa nếu em đọc như vậy là đúng không thầy? Là Dạ, like. cái đó icebreaker phải biết chứ, tại vì Epi đã sharing hết tất cả những âm, những cái luật của nó, tại sao mình phải đọc ngắn, tại sao chữ đó mình đọc ngắn, các bạn phải hiểu ngay. Tại sao cái chữ đó phải đọc như vậy? Why? Chả phải hỏi là coi như là quên hết rồi đúng không? Tại sao cái chữ like phải đọc ngắn hả? Chứ không có Tại kéo vì dài ra. là giờ em nhớ thì như là em lại quên, ý là kiểu cái gì ngắn cái gì dài đâu nghe nó thầy nói vậy. Thì cái À, mấy bạn âm giúp ở ngắn dưới âm kia. dài đúng thầy. Không phải là âm ngắn âm dài, cái it's not a long sound or a short sound. Cái này cái quan trọng ở đây là do cái âm k ở đằng sau đó. Là Âm ở k là cái một nào âm không gì? mình Âm k là một cái âm voiceless nhé. thành. Voiceless, voiceless là một cái âm vô thanh. Mà khi nào mà gặp một cái âm vô thanh như vậy á, thì mình cái nguyên âm ở bên trong nó bị đọc ngắn lại. Mặc dầu ở đây nó là mặc dầu nó ở đây là một cái âm của nó, đây là âm long i. Cái tên của nó ở bên trong là long i, nhưng mà vì cái âm k là một cái âm voiceless, là một âm vô thanh, nên mình vẫn phải đọc ngắn nó lại là like. Chứ không có ai nói do you like nó không phải như vậy. Ok. Nếu như mà icebreaker mà đọc riêng một âm một chữ ở ngoài thì đọc rất là trúng. Mà nếu mà chịu khó mà để ý những cái âm của nó cho nó chuẩn đó, thì sẽ rất là hay, và để ý cái intonation của mình đừng có bị trải qua cái tiếng Huế rất là nhiều. Ráng luyện tập đi ha. Dạ, Ok. cảm ơn thầy. Rồi, không có gì, bye bye bạn không? Dạ.